Hello, xin chào tất cả mọi người nha, mình là Rút đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ mở full VIP mới cho mọi người xem nhé. Giờ thì mình sẽ mặc thử bộ đồ trước nha. Bộ đồ lần này thì mình thấy rất khó để phối đồ, nó chỉ hợp với bộ của nó mà thôi. Đúng, hợp lý. Giờ thì mình sẽ về nhà và đặt nội thất ra nha. Giờ mình sẽ đi thử từng cái. Cái bình này thì nó phát sáng và có hình quả trứng bên trong. Mình không biết có phải quả trứng không nữa. Màn hình này thì cũng phát sáng nhưng mà không có hiện cái hình gì cả. Còn cái máy này hiện cái hình như kiểu đang nhắm vào mục tiêu vậy. Con này khi đến gần thì mắt sẽ phát sáng và có dòng điện chạy quanh nha. Cái ghế này cũng phát sáng luôn và có hiệu ứng giống như đom đóm đang bay xung quanh. Giờ thì mình sẽ test thử cái súng và xem khi hỏng thì sẽ sửa mất bao nhiêu tiền nhé. Nó kêu như tiếng con muỗi đang bay vậy. Sửa chỉ mất 120 tiền sao nha, khá rẻ. Giờ thì mình sẽ test cái UFO, tốc độ lên tới 4.5. Mình sẽ ra ngoài bay thử. Và nó hút được cả người luôn này mọi người. Không biết là nó tự hút hay là có nút ấn lên xe nữa. Tại mình chưa gặp ai có xe này để mình nên thử. Nhưng mà nhìn rất xịn xò con bò nha. Mọi người thấy sao? Hãy để lại bình luận ở dưới video nhé. Giờ thì bye bye mọi người.